Thị trường Tết Đoan Ngọ sôi động, nhiều mặt hàng tăng giá nhẹ. Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, hay còn gọi là Tết Đoan Dương, Tết Diệt Sâu Bọ, là ngày Tết truyền thống của người Việt Nam. Ghi nhận tại một số chợ truyền thống tại Hà Nội, từ sáng ngày 2 tháng 6, tức ngày 4 tháng 5 âm lịch, thị trường các sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết Đoan Ngọ đã bắt đầu nhộn nhịp để phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, do giá các mặt hàng như bánh ngũ cho, bánh trôi nước, lá sông, cơm rượu nếp, hoa quả trái cây tăng nhẹ so với năm ngoái nên sức mua có phần giảm sút. Do ảnh hưởng từ giá xăng dầu nên năm nay giá các mặt hàng cũng tăng theo. Giá bánh ú cho có giá 50.000 cho đến 60.000 đồng một chục thì năm nay tăng lên 80.000 đồng. Những mặt hàng nhiều người tiêu dùng lựa chọn là món chè trôi nước có giá 10.000 cho đến 20.000 đồng một hộp, cơm rượu nếp khoảng 30.000 đồng một hộp, lá sông từ 10.000 cho đến 20.000 đồng một gói, các loại trái cây như vải thiều có giá khoảng 50.000 đồng một kg, mận có giá từ 50.000 cho đến 80.000 đồng một kg tùy loại. Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng, nhiều cửa hàng kinh doanh online đã chuẩn bị các mâm cúng đa dạng, được bài trí đẹp mắt với các món đặc trưng như hoa quả tươi, cơm rượu nếp, hoa cúc, trầu cau. Các mâm cúng Tết Đoan Ngọ đang được bán trên thị trường với mức giá dao động từ 100.000 đồng cho đến 550.000 đồng một mâm. Cú vấp ngã của các gã khổng lồ công nghệ sau khi thế giới khỏe lại. Jeff Bezos, ông chủ của Amazon, đã nhìn thấy trước ngày này. Đúng một tháng trước, ông này đã chia sẻ trên dòng tweet: người ta cho rằng sự hưng phấn của thị trường là mãi mãi, cho tới khi họ nhận ra sự thật không phải như vậy. Những bài học của thị trường có thể sẽ là đòn đau nhớ đời. Suốt 13 năm qua, ngành công nghệ đã trở thành một lĩnh vực gần như bất bại trên thị trường chứng khoán. Apple, Facebook, Amazon, câu lạc bộ nghìn tỷ của thung lũng Silicon đều sinh ra trong thời kỳ này. Tuy nhiên, chỉ vài tháng đầu năm 2022, khi đại dịch dần được kiểm soát, ngành nghề khác dần phục hồi, thị trường liên tục chứng kiến cú vấp ngã của những gã khổng lồ công nghệ. Apple không còn là công ty có giá trị lớn nhất thế giới. Facebook, nay còn gọi là Meta, chỉ trong một ngày cổ phiếu lao dốc tới 20% và thổi bay 230 tỷ USD giá trị vốn hóa. Amazon cũng báo cáo thua lỗ lần đầu tiên kể từ năm 2015. Liên tiếp những cơn sóng lớn khiến con tàu mang tên Big Tech chòng chành trong vai trò dẫn đầu thị trường. Netflix là một ví dụ điển hình của việc yếu đi sau khi cả thế giới khỏe lại. Khi dịch Covid-19 khiến mọi người ở nhà xem phim giải trí nhiều hơn, Netflix đã thu về tới 36 triệu tài khoản đăng ký mới. Nhưng sau khi kết quả kinh doanh thất vọng công bố hồi tháng 4, đã mất tới một nửa giá trị thị trường. Không chỉ những ông lớn mà những startup công nghệ nhỏ, vốn tăng trưởng bùng nổ trong thời kỳ đại dịch, nay bắt đầu xịt dần. Ứng dụng gọi video trực tuyến Zoom trong đại dịch phát triển gấp 5 lần, giờ cổ phiếu lại co về gần bằng lúc chưa có dịch Covid-19. Chiết khấu quá cao từ các app công nghệ. Nhiều mặt hàng quán ăn liên kết với app công nghệ than phiền về chính sách chiết khấu phải trả khá cao, từ 12 đến 25% giá trị mỗi đơn hàng, chưa kể các chương trình khuyến mại theo yêu cầu của app khiến doanh thu thực tế của các cơ sở này bị giảm đi. Trong khi đó, các tài xế công nghệ cũng tố rằng đã bị các app cắt xén tiền ship với các đơn hàng ghép do quãng đường đi dài hơn, thời gian chờ lâu hơn nhưng tiền ship tăng không bao nhiêu. Những khách hàng này vẫn phải trả tiền ship cho app như một đơn hàng bình thường. Chẳng hạn, trước đây Shopee Food chào mời với hợp tác mức chiết khấu là 10% mỗi đơn hàng, nhưng nay đã nâng lên 12-25% tùy quán. Sau khi hết hạn hợp đồng, app gửi ngay hợp đồng mới với tỷ lệ chiết khấu cho app được nâng lên và yêu cầu ký ngay, không có thời gian xem xét. Ngoài việc phải tăng chiết khấu cho app, quán còn được yêu cầu tăng khuyến mại để thu hút khách. Các app công nghệ với dịch vụ giao thức ăn như Shopee Food, GrabFood đang đẩy mạnh tính năng đơn hàng ghép dành cho tài xế. Tính năng này cho phép tài xế nhận 2-3 đơn cùng lúc, trong đó mỗi nhà hàng sẽ là một đơn hàng riêng lẻ. Các đơn hàng này có cùng lộ trình di chuyển, hầu hết các app triển khai tính năng trên đều lý giải mục đích giúp tăng thu nhập cũng như tối ưu hóa quãng đường di chuyển. Với việc ghép đơn, hãng chỉ cho tài xế khoảng 19.000 đến 22.000 đồng một đơn, trong khi đó nhiều đơn hàng có khoảng cách di chuyển giữa hai quận cách gần 5 cây, bất lợi cho tài xế. Cảnh giác hành vi lừa đảo xin chụp ảnh căn cước công dân. Vừa qua, tại nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện tình trạng lừa đảo chụp ảnh chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân không rõ mục đích. Các đối tượng trên đến từng nhà dân xin chụp ảnh căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, sau đó trả cho người dân 100.000 đồng trên mỗi chứng minh thư nhân dân và căn cước công dân được chụp. Chia sẻ trên một tài khoản Facebook, chị BTT ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, vừa qua có người lạ tới nhà xin chị chụp ảnh căn cước công dân của chị. Hỏi lý do thì người này trả lời không rõ ràng nên chị không cho chụp lại. Đã có một số người dân khác cho chụp, khi chụp xong những người này được cho một chai dầu ăn và 100.000 đồng. Một thủ đoạn khác, có một nhóm đối tượng lừa đảo đóng vai nhân viên của các hãng viễn thông đến xin chụp ảnh với lý do là đăng ký thuê bao chính chủ cho người dân rồi chiếm đoạt thông tin căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân để thực hiện mục đích xấu.
Theo khuyến cáo của công an các địa phương, mã QR trên căn cước công dân chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao có thể lợi dụng để trục lợi. Vì vậy, người dân không nên chia sẻ hình ảnh căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân và không cho đối tượng lạ chụp ảnh. Tội phạm sử dụng công nghệ cao có thể lợi dụng để trục lợi như sử dụng hình ảnh căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân của công dân để vay tiền trên app, đăng ký số điện thoại trả sau, đăng ký mã số thuế ảo.